Tôi có ý kiến góp ý với mấy chị gái mà lên chọn cái ông U 77 đó trên kênh Phúc Nghĩa mà tôi có theo dõi mấy giờ đó, thì tôi thấy là tôi có một cái lời góp ý với mấy chị gái. Mấy chị gái là thấy ông U 77 lên trên kênh Phúc Nghĩa thì nghe ông 77 ông nói là ông có tài sản nè, rồi ai làm vợ ổng thì có ổng cho cái nhà bề ngang 6 mét gì cái gì đó thì vân vân, có nghĩa là các chị gái thi đua nhau cùng một ngày một đêm mà lên tới hàng trăm người, thì các chị gái là vì cái gì? Có phải vì tài sản của ông U 77 không, đúng không? Còn cái chị năm á thì đó là cũng nghe cái chị bé ở quận 12 á thì đã từ chối không kết hôn với ông U 77, thì cũng tự chị bé ở ngã năm, có chị gì đó ở dưới ngã năm đó cũng là khi mà chị bé chia tay đó với ông U 77 thì cái chị ở ngã năm cũng tự chọn ông U 77, đúng không? Thì các chị cũng vì cái gì? Ở đây tôi không có người thân, không phải là người thân của ông U 77 mà cũng không dòng họ ruột thịt, mà tôi là một vị khán giả công tâm vì tôi cũng là phụ nữ, thì tôi góp ý với mấy chị vậy. Mấy chị cũng tự chọn ông cụ đó, rồi khi mấy chị muốn lấy một người chồng thì mấy chị cũng phải tìm hiểu quen nhau một thời gian đi, ví dụ như đôi 3 tháng hay là 5 7 tháng, còn mà mấy chị cảm thấy mà nó không hợp hợp tình hợp ý với mấy chị thì mấy chị có quyền chia tay, nhưng mà mình là phụ nữ mình nên chia tay trong cái im lặng thì nó tốt nhất. Tôi thấy mấy chị lên mấy chị bóc phốt ông U 77 này, có phải là mấy chị cũng nghĩ vì tiền nè, lời của ông hứa ông nói cái gì đó thì mấy mấy chị thấy là không hợp lý, rồi cái là mấy chị bức xúc mấy chị lên bóc phốt người ta chi vậy? Cái đó là vô tình mấy chị giặt áo cho người xem lưng thẹo của mấy chị thôi. Chính tôi là phụ nữ mà tôi nghe mấy chị lên bóc phốt á, là những cái câu nói như về ông U 77 á, tôi là phụ nữ mà tôi mắc cỡ giùm cho mấy chị, mà mấy chị không biết mắc cỡ hay sao mà mấy chị lên thì tôi nghe cái chị ngã năm mới nói rằng là cái gì nếu mà về sống với nhau có đói thì cũng ôm nhau chết đói. Chị ngã năm có nghe có nhớ cái câu của chị nói trên kênh Phúc Nghĩa không? Đó là tôi cũng cảm thấy tôi cũng buồn giùm cái thân phận phụ nữ của chúng tôi, là chị là nói ra cái gì nghe cũng thấy tốt, giống như con người chị có đạo đức lắm, nhưng mà chị lên chị bóc phốt ông, là chị nói nhà ông thì không có một cái nồi nào trắng, rồi không có toilet, nhưng mà chị về nếu mà chị cảm thấy chị không hài lòng chị có quyền chia tay ông, nó đâu có mất của chị cái gì đâu. Rồi hơn nữa đó thì chị còn bóc phốt ông, chị hạ nhục ông U 77, chị nói rằng là cái gì đêm ngủ ông bóc ông hốt đồ này kia nọ, chị cũng bóc phốt ông trên mạng. Những cái lời của chị nói đó trên mạng xã hội đó là chị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đó. Chị biết là chị đang sỉ nhục người khác là chị đang vi phạm pháp luật không? Các chị gái á, mà lên mà để không hài lòng với cái ông U 77 này á, nên dừng lại vẫn còn kịp lúc đó mấy chị. Tôi khuyên mấy chị đó, mấy chị á, là đang sỉ nhục người ta, bóc phốt người ta trên mạng xã hội, trên cái cộng đồng xã hội mà người ta chưa có nói xấu mấy chị cái gì, mà mấy chị thi nhau, mấy chị lên các kênh, mấy chị đi nói xấu người ta, như vậy là mấy chị đang vi phạm pháp luật. Mấy chị không thích ở ngoài hả? Mấy chị thích ở trong trại giam là mấy chị chịu đúng không? Nếu mà cái lời của tôi nhắc nhở góp ý với mấy chị mà mấy chị vẫn còn như thế nữa thì thôi tôi chào thua với mấy chị luôn á. Mấy chị yêu đương với nhau có nhiều khi bộ bịch trai gái hồi thiếu nữ kìa, hồi thanh niên kìa, nam thanh nữ tú, người ta quen nhau đôi khi 1 2 năm 2 3 năm người ta cảm thấy nó không hài lòng cái gì đó người ta vẫn chia tay, mà chia tay ta vẫn là bạn tốt của nhau nữa kìa. Còn có đâu mà mấy chị lớn tuổi rồi mấy chị lên mấy chị bóc phốt người ta mà đầu hôm sớm mai, rồi mấy chị nói người ta hứa với mấy chị này kia khác nọ, nhưng mấy chị chưa là vợ của người ta. Chừng nào mấy chị có giấy kết hôn đi, mấy chị là vợ người ta thật sự, thì lúc đó đó cái tài sản của ổng đó thì nó sẽ là của mấy chị. Tại vì khi ổng trở về già nè, ổng đau ổng bệnh nè, ổng nằm một chỗ nè, rồi mấy chị chăm sóc, thì con của mấy ông đó sẽ nghĩ đến cái công lao của mấy chị mà vui vẻ với mấy chị luôn nữa. Còn mấy chị chỉ đầu hôm sớm mai mấy chị đến nhà người ta là mấy chị là khách đó, chứ mấy chị chưa có là vợ người ta đâu. Đó, mấy chị nghĩ kỹ lại coi tôi nói đúng không, mấy chị chỉ là khách thôi.
Chứ mấy chị đóng cái vai trò giống như mấy chị có quyền, mấy chị là vợ, mấy chị làm vậy thì tôi thấy mất mặt phụ nữ bọn chủ chúng tôi dữ lắm luôn á. Tôi nói thiệt. Cho nên á, mấy chị nên dừng lại vẫn còn kịp lúc, đừng có lên hết cái kênh này đến cái kênh kia, mấy chị bốc thoát ông u bảy bảy để cho nó lợi lại cái gan của mấy chị, đừng có làm vậy mấy chị ơi. Mấy chị làm vậy nó kỳ lắm luôn á, mấy chị đang vi phạm pháp luật mà mấy chị không biết. Mấy chị đang nhục mạ người ta đó. Tại vì khi á, mà gia đình người ta có kiện mấy chị thật sự đi chăng nữa đó, thì á, là chị cũng chưa đã là cái gì của người ta, đúng không? Ra tới pháp luật thì chính quyền người ta phải hỏi mấy chị là cái gì của ông này. Và mấy chị trả lời sao? Mấy chị trả lời vợ hay là người yêu? Chị là người yêu mà mấy chị cũng không được quyền bóc hết người ta trên mạng, cộng đồng mạng như vậy được nữa. Mấy chị chưa là cái gì mà mấy chị xúm nhau, mấy chị lên thi đua nhau rồi mấy chị nói xấu người ta, nhưng cuối cùng là mấy chị là cái gì? Tham tiền của ông. Nghe ông nói vậy đó, mấy chị tham tiền, mấy chị tham tài sản của ông, mấy chị tham của cải của ông, mấy chị mới nhào vô. Chứ bây giờ á, là có nhiều ông cũng lên mạng xã hội, người ta nói người ta làm bốc vác nè, người ta làm bảo vệ nè, người ta tay trắng tay nè đó, ta nói trước người ta vậy đó, rồi có ai chịu thì chịu, ai không chịu thì thôi, đúng không? Còn bây giờ mấy chị nói rằng là sợ người khác, người ta gia vô cái ông này người ta mà bị lầm. Phụ nữ á, bây giờ người ta khôn lắm, không phải một mình mấy chị khôn đâu, người ta cũng khôn giống như mấy chị vậy đó. Người ta cũng đến, người ta tìm hiểu trong đôi ba tháng hay là một hai năm, hoặc giờ già quá thì thời gian ngắn thì không tính một hai năm, thì cũng tính dài ba tháng thì người ta mới tiến tới, chứ đâu phải hô về ngày ăn bữa đâu mấy chị. Mấy chị suy nghĩ cho đúng không? Đó, ví dụ như tuổi đời ấy, mình già rồi thì nó ngắn ngày, thì mình không tìm hiểu nhau được một hai năm, có thể tìm hiểu nhau dài ba tháng. Do mấy chị gấp gáp, mấy chị là nghe người ta có tài sản, cái mấy chị là chọn người ta. Chứ mấy cậu ông U77 ông lên trên kênh Phúc Nghĩa, ông ngồi ông đưa cái mặt ông chằn dần đó, ông biết nhà mấy chị ở đâu mà ông đi tới nhà mấy chị mà để ông chọn mấy chị, đúng không? Mấy chị chọn người ta, tức là mấy chị nghe người ta có tài sản, mấy chị mới đến đó, mấy chị chọn ổng đó. Mấy chị chọn ổng, mấy chị nghĩ rằng là ông này cái tài sản dữ lắm rồi. Đến khi về mấy anh mấy chị mới thấy là nhà ông là cái nhà cấp 4 xuống cấp đó. Rồi cái mấy chị thấy nhà cửa người ta bày hày, rồi cái mấy chị không hài lòng, cái mấy chị về bóc phốt người ta. Đàn ông á, người ta già, đương nhiên á, là người ta không có phụ nữ trong gia đình thì tất nhiên nó phải không được gọn gàng. Mấy chị vẫn thừa biết cái điều này, đúng không? Tôi thì tôi không có dính cái gì với cái ông U77 này chứ, không là người thân, tôi chỉ là khán giả thôi, khán giả ở phương xa thôi. Thì á, là tôi khuyên mấy chị á, mấy chị đang vi phạm pháp luật, tôi nhắc nhở lại mấy chị một cái câu nói này, mình đừng có nên nói xấu người ta như vậy. Thí dụ người ta bức xúc cái gì đó, người ta lên nói xấu mấy chị có chịu không? Mấy chị cũng buồn vậy. Hơn nữa cái tuổi đời của ổng năm nay là ổng 77 tuổi rồi, thì mấy chị đừng có dùng cái áp lực để mấy chị hại cái tinh thần người ta nữa, tội nghiệp người ta. Mà chị không hài lòng mấy chị nín luôn đi. Rồi ai người ta vô kệ người ta, rồi khi lỡ mà người ta có vô quá, người ta không hài lòng, người ta cũng âm thầm trong lặng lẽ, người ta vui vẻ người ta đi. Vậy đi, chứ mấy chị làm vậy mấy chị đang hại người ta, mà mấy chị cũng còn lên kênh này rồi mấy chị lên kênh kia, mấy chị làm vậy thấy tội người ta không? Đó, tôi là phụ nữ mà tôi còn cảm thấy tôi mắc cỡ giùm cho mấy chị, mà mấy chị không mắc cỡ, chứng tỏ rằng là mấy chị đang tham tài sản của ông. Đó, cũng giống như tôi xem được cái kênh cái gì Nga Daily gì đó. Cái chị bé cũng vậy, chị nói rằng là tôi nghe được cái câu chị nói là ông này là hứa cho 5 chỉ vàng mà cuối cùng cho có 3 chỉ. Em cũng khuyên chị bé một lời là nó như vậy. Thí dụ như bây giờ mình cũng là người đầu hôm sớm mai về, mình cũng người ta cũng chưa biết, người đàn ông mà người ta chưa biết mình là như thế nào. Nếu chị sống thật, có thể ông cho chị tới 100 lần của cái 3 chỉ, 100 lần của cái 5 chỉ, chứ cũng không phải rằng là chỉ 3 chỉ mà thôi. Nếu chị sống thật, chứ đầu hôm sớm mai chị nói sao mà ta hứa cho 5 chỉ về, không cho 5 chỉ mà sắm có 3 chỉ. Chị cũng đừng nên nói như vậy, mình là phụ nữ, không lẽ cả đời mình sống chỉ có giàu 3 chỉ với 5 chỉ vàng sao chị? Em khuyên chị đó, và khuyên luôn cả cái chị ngã năm, ở ngã năm, đó là tự mấy chị chọn người ta. Người ta ngồi, người ta đưa cái mặt người ta lên trần dần, cả thế giới ai cũng thấy đó. Rồi mấy chị tìm đến người ta, mấy chị chọn người ta, chứ phải cái ông U77 này mà tìm mò đến nhà mấy chị mà để chọn mấy chị đâu. Mà bây giờ mấy chị lên làm quá trời quá đất vậy. Mình là phụ nữ Việt Nam, chị hãy giữ cái hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam mình cho toàn một cái thế giới ấy, người ta tôn trọng người phụ nữ Việt Nam chúng ta. Đừng có làm như vậy nghe mấy chị.
em cũng cảm thấy bức xúc mấy chị chứ đừng có nói là mấy chị mà bức xúc cho ông U77. Ông U77 ông là đàn ông, ông có quyền lấy tới 1.000 người phụ nữ, tại vì ông là đàn ông, mà đàn ông trên đời này ai cũng có máu dê. Nếu người phụ nữ nào á mà người ta dễ chịu, người ta mở cửa thì người đàn ông người ta bước vào đó. Em nói với mấy chị vậy. Có nhiều mấy chị cũng như có cái chị gái nào mà lên cái kênh của cái cô em gái nào mà lên cái kênh của cái gì Huy Đăng TV đó, cũng nói là cách nhà của ông cụ 5 căn nhà. Mình cũng gửi lời đến cái cô em gái này, em nên biết rằng cái người đàn ông á, người ta cũng có thể người ta lấy đến 1.000 cô vợ. Chứ ngày xưa đó em có thấy không, ông vua bà chúa người ta lấy cả 1.000 cô vợ đó, có ai dám làm gì người ta đâu, miễn người ta có tiền và người phụ nữ chịu người ta thì người ta lấy, đúng không? Còn các em cũng không biết trong cái hoàn cảnh của người ta đâu. Cái gia đình của người ta thì đèn nhà ai nấy sáng đó, là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mình đâu biết được trong cái tình cảm của người ta mà mình đi phán xét như đúng rồi vậy. Đừng có phán xét như vậy, rồi là mình cảm thấy cái lời mình lỡ lời mà mình buông ra đi, mình bêu xấu người ta vậy, có khi nào là mình suy nghĩ lại là mình đang sai không? Nếu mình thức tỉnh mà mình đang sai thì mình nên sửa lại cho nhanh đi, đừng có làm như vậy. Nhất là những cái kênh mà lên mà để cố tình mà cho những cái chị gái này với những cái em gái này nè mà lên để bêu xấu ông 77, những cái kênh đó sống cũng không có cái tâm nữa. Mình làm kênh YouTube, mình đừng vì một cái view cái like mà thiếu cái đạo đức đưa lên trên mạng xã hội như vậy, nó không có tốt cho mình đâu. Chính tôi là khán giả thôi mà tôi thấy những cái kênh này đưa lên là trong lòng tôi cảm thấy tôi buồn cho những cái chủ kênh đó. Mình làm người không biết cái cuộc đời của mình ngày nay như thế nào và ngày mai ra sao mà giỏi phán xét người ta như đúng rồi, mà mình sống đã tốt chưa, hay là trong thâm tâm mình cũng đang nhìn vào cái tài sản của cái ông U77 này, đúng không? Nếu mình sống tốt đi, mình cứ về đó đi, rồi mình thật sự mình là vợ của ông đi, mình có giấy kết hôn đàng hoàng đi, thì mình sẽ thấy ông sống như thế nào. Lúc đó mà ông sống không đúng với mình đó, mình lên mình bóc phốt ông trên mạng xã hội vẫn còn kịp, chưa có muộn. Tại vì ông hứa với tôi như vậy, như vậy khi tôi về tôi sống với ông thời gian nay 5 rồi nè, 2 năm rồi nè, mà ông không thực hiện được cái lời hứa, có quyền bóc phốt ông, có đó là đúng. Còn các chị hiện nay là các chị chưa là cái gì của người ta, các chị cũng mới là người yêu, mới người là mới quen thôi, chứ các chị chưa phải là vợ của người ta chính thức. Mà các chị là lên bóc phốt người ta trên mạng xã hội hàng ngày, một ngày lên gì mà thấy nhiều kênh nó đăng liên tục đó. Các chị có cái lương tâm không? Theo các chị vậy đó, các chị có cái lương tâm không? Rồi các chị lên các chị nói như vậy đó, rồi con cháu các chị sẽ nghĩ sao về chị? Nếu những cái đứa mà nó có cái lương tâm, có cái đạo đức đó, nó nghĩ đó, bà tôi, cô tôi, chị tôi, vì cái đồng tiền mà tham lam hà lạm lên chọn ông cho đã, rồi bây giờ lên bóc phốt ông. Các chị có nghĩ tới cái điều đó không? Đúng là các chị đâu nghĩ tới đâu, đúng không? Các chị chỉ nghĩ cái sai của người ta, cái lỗi của người ta, nhưng cái lỗi của các chị là trầm trọng hơn, mà các chị không nghĩ tới, đúng không? Đây tôi đang chỉ cái lỗi của các chị đó. Các chị thấy là cái lỗi các chị nó trầm trọng hơn người ta không? Một lời hứa người ta, nhưng mà là các chị chưa là, các chị chưa có phải là vợ người ta đó, mà các chị bắt lỗi người ta, mà các chị cũng chưa là cái gì luôn nữa đó. Thì bây giờ nếu là con cháu của các chị đi, nó nghĩ có cái suy nghĩ giống như tôi nè đó, thì lúc đó các cháu đó nó sẽ xem thường các chị, cực kỳ xem thường các chị. Ví dụ như tôi có một người dì hay người chị hay người cô, người em gì đó mà lên mình hành xử như vậy, tôi cũng vẫn khinh như thường, khinh lắm luôn, chứ không phải là không có, không phải là khinh đơn giản, rất là khinh, khinh lắm luôn. Chỉ cái sai người ta mà không nhìn lại mình là mình đang sai trầm trọng hơn người ta gấp ngàn lần, đúng không mấy chị? Yêu cầu mấy chị, em góp ý với mấy chị Nhã Năm với chị bé và cái cô mà ở, nói là ở gần cách ông U77 mà 5 căn nhà đó, cho tôi gửi lời lại các vị làm ơn đi, mấy chị là sáng suốt một tí đi, đừng có mà sân si quá không có tốt nha. Mình lớn tuổi rồi, ai cũng có cái tuổi, đừng có làm cái trò cười trên cộng đồng mạng nữa, nó khó coi lắm luôn nha. Rồi Thái ơi, cho cô xin nhiêu đó được rồi, con gửi lời đến mấy chị đó được rồi nha, cô cảm ơn con nha Thái. Dạ rồi, cảm ơn cô.